Trường Tương Tư ngừng chiếu đàn kiện thử đón tin vui cùng bạn gái kém tuổi. Trong lúc Trường Tương Tư phần 2 chưa có lịch phát sóng thì một bộ phim khác của đàn kiện thử sắp được chiếu. Nhiều khả năng người hâm mộ Trường Tương Tư còn phải chờ đợi dài bởi cho tới nay, lịch chiếu phần 2 của phim vẫn là một ẩn số. Trong khi đó, fan Tương Liễu muốn gặp đàn kiện thử có thể chuyển sang tác phẩm mới sắp lên sóng của anh. Đó là phim truyền hình hiện đại Rất nhớ anh đóng cặp cùng Tiểu Hòa Chí Minh Nam Châu Dã. Có nguồn tin đồn về việc Rất nhớ anh nên mua sóng một số gian trước. Nhưng lần này nhiều nguồn tin uy tín khẳng định, phim sẽ chính thức ra mắt trên Tencent Video vào tháng 10. Rất nhớ anh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạc Bảo Phí Bảo. Nội dung phim kể về mối tình giữa cô nàng Cố Thanh Châu Dã và Mạc Thanh Thành đàn kiện thử. Nam chính vừa là bác sĩ vừa là đại thần trong giới nổi tiếng, trong khi đó nữ chính là một người chuyên phối âm sở hữu giọng hát đầy cảm xúc. Cả hai đều bị cuốn hút bởi giọng nói của nhau trên mạng, chuyện tình của họ đi từ thế giới ảo ra tới ngoài đời thực. Tiểu thuyết gốc của Mạc Bảo Phí Bảo nhận được nhiều yêu mến với những tình tiết lãng mạn ấm áp, chỉ có tình yêu ngọt ngào không tranh đấu phức tạp. Kể từ khi xuất hiện những thông tin đầu tiên, rất nhờ anh và cặp đôi diễn viên chính liên tục trở thành đề tài thảo luận sôi nổi. Không những vậy, ảnh nick chất lượng từ phim trường cũng đủ cho thấy sự ngọt ngào và ăn ý. Phim đã đóng máy hồi cuối 2022 và người hâm mộ đang rất mong chờ tác phẩm ngôn tình này lên sóng. Rất nhờ anh do đạo diễn Sa Duy Kỳ chỉ đạo diễn xuất. Ngoài đàn kiện thử và Châu Dã, phim còn có sự tham gia của các tên tuổi như Hồ Văn Nguyên, Dương Hật Tử, Tào Ân Tề, Trần Hạo Nam.